Good morning, chào mừng quý chú anh và bạn đã quay trở lại với channel Mỹ trên Twitter. Thì Mỹ đang đứng ở thành phố Los Escovina trên một cái căn nhà là single family. Thì nhà này là zip code là 91790. Nhà thì có là 3 ngủ 2 tắm 1684 square feet, giá đang đòi hỏi là 934.999. Thì Mỹ sẽ giới thiệu với mọi người căn nhà này nó như thế nào mà sao trả giá nó cao như vậy, đúng không? Thì bây giờ thì nhà này á nó nằm về hướng nọt. Đấy. Thì trên đó là hướng là Azusa Mountain hay San Jose Mountain đó, mới bị cháy 2-3 bữa trước đó. Đường này á thì nó song song với gần với cái đường mà Walkman, cho nên mình nhìn thấy hàng cây cọ không? Nó chính giữa với freeway 10. Từ chỗ này mà tới ngay chỗ ngay khu mới xây townhouse á, hay là tới West Covina Mall á, khoảng một mile thôi, chạy hai lóc đường là tới rồi. Khu này á là không có xe chạy nhiều. Đoạn nhà đó, nhà màu trắng đó thì họ mới bán gần đây đó là 950.000, 5 ngủ 2 tắm, 2.200 square feet. Đấy. Thì nhà này á, còn nhà này mình đang chuẩn bị coi nè. Đây phía trước căn nhà. 3 ngủ 2 tắm mà có là 1.684 square feet. Đất á thì là 7.500. Bề ngang á là 60 feet, chiều sâu là 125 feet. Thôi nhà này họ flip. Tại vì hồi tháng 7 họ mua là 727.000, rồi bây giờ họ sửa xong là họ bán lên là 934.999. Nhà xây vào năm 1953. Rồi tại sao nhà này lại kêu giá tới gần 935 dữ vậy? Thì bây giờ mình sẽ vô trong coi ha. Driveway thì one car driveway, phía trước thì mình đậu xe được 3-4 chiếc cũng được luôn. Cỏ cũng ok ha. Cái đó nữa mình về mình hơi clean thôi. Cái roof thì vẫn còn ha, vẫn còn ok, sạch, fireplace. Và nhà này foundation okay. Khi mà mình mở cửa vào đó thì mình nhìn thấy là cái phòng khách fireplace bên đây được không? Phía sau bức tường này á là thêm một phòng family room nữa. Nó block cái tầm nhìn của mình liền, thấy không? Còn vào cái hallway này á, là 2 ngủ 1 tắm, và đằng sau đó sẽ là master 1 ngủ 1 tắm. Mé bên tay trái của mình á, có thể mình làm á, là chỗ này là dining table cũng được. Và cái kitchen. Đấy. Cửa sổ là double pane hết rồi, nhưng mà không có ply thôi. Okay. Mấy miếng giấy này là tạm thôi. Okay. Về nhà là mình phải tốn tiền. Không. Là cái window play đó. Rồi. Kitchen là họ làm lại. Cabinet là tông màu màu trắng. Handle rất là thích. Cái gô nè. Nhưng mà nếu mà mình nhìn kỹ á, thì cái handle này, cái gô nó kẻ này nè không? Dơ lắm nha. Dơ bụi lắm. Hay là dầu nữa. Năm tháng nó bắt đầu nó này đen nè. Mình phải chùi nó. Phải kỹ nó mới được. Không có backlash ha. Stove, microwave, oven, không có vent lên nè, thấy không? Thêm cái để mình chốt lại đó. Làm gì làm? Microwave hút là phải có cái vent lên. Rồi, mấy cái chén, tủ lạnh để đây. Okay. Tủ lạnh này nó hơi khiêm tốn. Tại sao? Cái độ sâu của nó như vậy, nó hơi cạn. Nếu như mà mình để tủ lạnh lên nữa, cái đó sẽ nhô ra, mình nhìn thấy sẽ thấy là cái lối đi này chỉ một người đi thôi, đúng không? Gần sau đây là cái sân này, cái này là coffee area đi. Đây cái island nữa thì nó nhìn thấy nó sẽ ngột ngạt rồi. Rồi cái chỗ này là máy giặt máy sấy, mở cửa đi thẳng ra, đi vào trong cái ra ngoài, rồi tới ga hai xe, hai xe ga là detached nha. Thì đoạn này á là cái family room đi. Okay. 8 con đèn LED light. Cái bức tường đó hồi nãy mình mới vô mình mở cửa chính á, là mình thấy cái bức tường nó block cái tầm nhìn của mình đó, thấy không? Nếu mà không có bức tường đó mình nhìn thẳng ra xuống đây luôn, và mình sẽ nhìn cho thấy cái cửa này ra là sao bác già. Đó. Còn cái cửa mà bên đó là đi vào phòng master room. Giờ mình đi ngược lại cái phòng khách đi, mình coi cái layout của căn nhà nó như thế nào nha.
Đèn á, thì LED light á, là 6 inch hết rồi. À, chỗ này là hallway. À, yeah. Okay. Bước vào đây á, là đây phòng ngủ đầu tiên là nhìn phía trước của căn nhà. Ceiling fan, floor á, là bằng thảm luôn. Nhà này khỏi cần khỏi cần phải sửa gì, nhưng mà chỉ làm là mấy cái window plate thôi nè. Thấy không? Nhìn vào phía trước. Đó. Slide door closet nè. Okay. Còn phòng ngủ thứ hai á là cũng là thảm luôn nha. Thấy không? Cũng ceiling fan nữa nè. Slide door closet luôn. Rồi đây á là cái nhà tắm. Không, sàn mình gạch luôn, gạch lên áo lên tới trên ceiling luôn ha. Này thiếu cái nữa á, là cái cửa sliding nữa này. Và cái chiều mới luôn. Ok. Nước chảy mạnh luôn. Rồi. Bây giờ mình đi ra ngay chỗ cái living room này đi ha. Rồi mình coi tới đi vào cái phòng master cái room này. Here the master one. À, thì á, đi vào trong đây á là ha, sàn cũng bằng gỗ nè, thôi bằng thảm nè không. À, nhà tắm á là lót gạch nè. Double sink luôn. Đúng không? Đó. À. Standing shower đứng không? Nhà tắm đứng rộng bự. Fan door luôn. Qua bên đây thêm một cái vanity nữa nè. Cho nên á, buổi sáng hay chiều tối mà hai vợ chồng đánh răng rửa mặt nữa, không cần phải bon chen. Rồi. Master bedroom thì cái size của nó hơi khiêm tốn so với căn nhà mà hơn 1.600 square feet. Cái lý do là tại vì á, cái phòng living room với phòng family room nó chiếm hết gần 2/5 của căn nhà rồi. Thì cho nên là cái size của cái phòng master này nó cũng hơi khiêm tốn chút xíu. Có fan door đi thẳng ra là sao bác gia luôn nha. Rồi. Thì á, à, nhà này có 3 hướng để ra đằng sau bác gia. Một hướng là ngay chỗ phòng giặt đồ, còn một hướng là chỗ phòng family room, và một hướng ở master. Đấy. Bên đó đó thì central air units vẫn ok, còn mới. Ok, đây là sao bác gia đó thì nó có một khoảng không gian ha. Mình có thể trồng cây, trồng rau cũng được. Block wall thì hai bên rồi, còn một bên nó bằng gỗ. Cũng nhìn thấy cái fan nó vẫn còn chắc. Đằng sau hết ga thì vẫn còn một khoảng đất trống nè. Nếu như mà mai mốt mà mình cần thêm phòng hay là muốn consider mà convert ga đó thì cũng là potential thôi. Tại vì gần đây thì nó cũng có một căn đang kêu giá là khoảng chừng 900 ngoài đó. Thì nó cũng có là ba ngủ một tấm nhà trước, rồi bắt đầu là ga thì họ convert lên một ngủ một tấm cho khoảng chừng là 668 square feet cho một ngủ một tấm, cũng thấy cũng được lắm. Thì thành phố West Covina này họ cho convert cái ga mà, nhưng mà không có đồng hồ điện với đồng hồ gas riêng thôi nha. Condition của hai xe ga này là traditional, không có insulation. Điện thì power nó vẫn mạnh rồi. Thì thật sự nhà này á, ba ngủ hai tấm mà mình nghe nói đến hơn 1.600 square feet, mình nói rộng thiệt, nhưng mà thật sự á, mấy phòng ngủ không có rộng lắm đâu. Nó chỉ là nó rộng cho phòng khách với phòng family room với là phòng living room thôi. Kitchen á thì kitchen thì mới rồi, không cần mà phải lo lắng gì nhiều. Giá đang đòi hỏi là 935.000, thật sự với căn nhà này mà so sánh căn nhà vừa bán ấy, năm ngủ 2 tấm 2.200 square feet thì nó cũng hơi chua chút xíu. Thì nếu như mà có chuyện gì và bạn có câu hỏi thắc mắc gì có thể liên lạc mình số điện thoại là 66
297 7474 626 297 7474. Mình xin chào và tạm biệt. Bye bye.